Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp của Kisato Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Hôm nay Kisato xin giới thiệu đến các bạn mẫu nhà cấp 4 may thái của gia chủ Lê Văn Quân có địa chỉ tại xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi tiến hành khảo sát hiện trường khu đất có diện tích 200m2, lắng nghe và thấu hiểu một cách sâu sắc những mong muốn của gia chủ, chúng tôi đã thiết kế ngôi nhà cấp 4 và bố trí các phòng một cách hợp lý và khoa học cho gia chủ. Công năng của ngôi nhà như sau: một phòng khách 23m2, một bếp ăn 18m2, một phòng thờ 10m2, ba phòng ngủ thường 11,8m2, 12,4m2 và 14,4m2, một khu nhà tắm, nhà vệ sinh chung 6m2. Diện tích mặt bằng ngôi nhà là 177m2, trong đó ngang 8,5m, sâu 20,8m và cao 3,9m. Mẫu nhà cấp 4 nổi bật với vẻ đẹp trẻ trung sang trọng của phong cách hiện đại. Phần sảnh chính với hai cột trụ vuông vắn được đắp to ở chân mang đến vẻ vững chãi, khỏe khoắn. Hệ thống bậc ngũ cấp hợp phong thủy mang đến nhiều may mắn, vượng khí cho gia chủ. Toàn bộ được lát đá hoa cương sáng tạo sự sang trọng, đẳng cấp cho ngôi nhà. Điểm nhấn của công trình nằm ở khoảng không gian nhỏ sắp xếp bên cạnh sảnh chính, thiết kế như một ban công với cách bố trí bàn ghế bình trà. Hệ dàn lam bằng gỗ mang đến vẻ đẹp sang trọng, đồng thời có tác dụng che chắn, hạn chế ánh nắng chiếu xuống, không gian thư giãn. Toàn bộ ngôi nhà từ cửa chính cho đến hệ thống cửa sổ được sắp xếp một cách khoa học và hợp lý, tạo nên vẻ đẹp hài hòa, đẹp mắt. Việc sử dụng chất liệu pano gỗ kính mang đến sự sang trọng, đẳng cấp, tạo bản sắc riêng biệt cho ngôi nhà. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa kính và gỗ vừa đảm bảo cho không gian riêng tư bên trong lại có thể tiếp nhận nguồn ánh sáng tự nhiên đi vào. Màu sắc cũng rất quan trọng với một ngôi nhà bởi nó là một trong những điểm thu hút ánh nhìn đầu tiên. Chính vì vậy, các kiến trúc sư đã có những tính toán kỹ lưỡng khi sử dụng gam màu vàng đậm nhạt đan xen toát lên vẻ trẻ trung hiện đại, kết hợp với phần gạch thẻ nâu ốp dưới chân tường với các ô màu sắc khác nhau mang đến vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã. Nổi bật hơn cả là thiết kế mái xanh hòa cùng với màu trời thanh mát đem đến cho người nhìn cảm giác dễ chịu, thư thái. Đặc biệt, mái thái đang là xu hướng thịnh hành được nhiều gia chủ sử dụng hiện nay bởi có cấu tạo mái dốc ngả về hai phía giúp thoát nước tốt, tránh tình trạng ứ đọng nước mưa gây thấm ruột ảnh hưởng đến mái. Tổng thể công trình từ những hoa văn, họa tiết đến các đường phao chỉ đều kết hợp rất hài hòa, đẹp mắt, mang đến một không gian sống thoải mái. Tuy thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, là nơi để vun đắp hạnh phúc gia đình cũng như là điểm tựa để gia chủ vững tâm gây dựng sự nghiệp thành công hơn nữa. Bên cạnh sự độc đáo về công năng thì ngoại thất ngôi nhà cũng là niềm tự hào của gia chủ. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn mẫu nhà cấp 4 mái thái của gia chủ Lê Văn Quân tại Thanh Hóa. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288 hoặc 0989222620. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ nhà đẹp tiếp theo.